Nói văn. Nói văn. Nói văn. Trời ơi là trời. Nói luôn. Ok, ok, đừng nói luôn. Okay. Còn như đó để sao? Ok. Chị Hai ơi. Ơi. Chị gã lưng cho em hả? Không ạ, à, chị hãy đi đi định thăm định bợ MC ạ. À, định bợ MC. MC ơi. Cái gì? Gia đình em bảo em đi đi qua định anh. Là gì? Để tí nữa anh ăn cho anh khen ngon. À, đầu bếp nữa ha, bớt lại đi vô. Nóng hết rồi, bỏ vô dầu ăn không? Thôi, bỏ dầu ăn. Bỏ dầu vô. Ơi, làm nước chấm ạ. À. Chị Hai, chị à. Hai cắt tắt ra rồi chị Hai dắt ra chén cho em nha chị Hai. Cắt chị Hai cắt. Hãy thể hiện mình là một người có ích đi nào. Mặn không có. Vậy sao nghe mùi mặn rồi đó. Không, không, tí nữa em bỏ nước vô á, em bỏ nước vừa vô là nó khác à. Cho vào đi chị. Trời ơi, chị Hai hỏi em cắt cắt đôi hả em? Quá chán nản. Cái lòng tám với chị cho nó đẹp. Mê ớt cay, thử ngay, tương ớt chín xu cay gấp đôi mới. Rồi xong. Rồi cậu lên. Sao lên cái điều hạ bếp. Đúng rồi, vô. Anh ơi bỏ vô anh ơi, thơm rồi nè. Cháy rồi, okay. lẹ. Rồi đó vô. Thơm quá. Rồi. Anh ơi em từ luôn. Em vui quá. Sao vậy? Có người biết nó ăn anh ơi. Coi chừng nha, cái lửa nha, giảm lửa lại. Đảo đi à, cháy à. Mở lửa nhỏ lại, mở lửa nhỏ lại. Dạ. Rồi cho nước dừa vô. Ok. Rồi ok. Rồi sau đó mình sẽ... Hay quá Trâm ơi, hay quá, đẻ quá à. Trời ơi chị Hai em làm được một chén nước tắt luôn nè. Vậy mà người ta nói chị Hai vô dụng. Con quỷ. Ok vô, ok chưa? Dạ. Dạ ok nè. Rồi. Trời ơi sao đen thui vậy. Chưa, anh chưa, bỏ chưa làm xong vô. Bé. Con bây giờ con kiếm cái gì con rửa cái đống này đi. Ngoài được bắt chị Hai làm mấy cái chuyện mà ngoài tầm kiểm soát chị Hai. Đúng. Chị Hai kêu người hầm chị Hai tới bây giờ. Người giờ để cho nó mềm đã. Để đi. Rồi hầm tiếp đi. Chưa hết hả? Chi vậy ngoài? Có. Ngoài giỏi. Mở ra. Nó chua đó ngoại không ơi. Không có chua, trời ơi. Cái vị nó sao sao. Nó có nước mắm á. Đúng không? Nó nhạt đúng không? Đổ đi ạ. À. Không. Nó nhạt. Bắt đầu lo nha mọi người. Đổ đầy nước vô. Chị gì? Bỏ lò nước. Bỏ vô nồi nướng. Bỏ ở mì vô nước cái bên. Là sao? Mì nó không có cứng, nó mềm. Vậy bây giờ bỏ vô đây đúng không? Ok. Trời ơi, chị Hai tôi biết nướng bánh mì nướng mọi người ơi. Mừng quá. Nó không ra mùi. Bỏ đỡ đi có thể đó. Gì vậy? Trời ơi, cái nó nồng lắm luôn á tiệt. Không có nồng đâu, anh mới nếm. Thật ra thì Harry thì không có chuyên môn về mấy cái này. Muốn làm gì làm nha mọi người. Chị Hai là đi dọn dẹp rồi, nãy giờ đi dọn nãy dẹp. Nãy giờ mình dọn dẹp thôi đó. Ok. Từng lá một hả? Đúng như vậy. Trời ơi, chị Hai em biết lặt râm nữa anh ơi. Ôi, ngoài sẽ gã chồng cho chị Hai, gã chồng được rồi. Mừng quá. À vậy là có bột nem gì không? Còn bột nem có bột nem đó. Anh Tiền anh bỏ muối. Không sao, một muỗng nhỏ không sao đâu. Trời ơi, chết. Ai biểu để trong tầm tay anh chi? Anh cho nguyên muỗng muối luôn. Em sợ nó mặn quá, mình nặng chanh vô đi. Làm hồi nó 7 ngày luôn. Bánh mì cháy hả? Chị Hai ơi, bánh mì cháy chị Hai. Sao rối quá vậy? Đeo bao tay vô chị Hai, nóng. Chị không biết làm nè, sao. Nè Hai ơi, Hai đeo bao tay vô. Rồi Hai lấy cái kẹp, Hai gấp bánh mì ra. Trời ơi, lẹ lên tới giờ đi bán rồi. Ngoại ơi, chết chưa ngoại. Mình phải cắt ra nữa, cắt ra. Mình có phá được. Coi thử bên kia coi làm được, sao. Được. Coi thử chẳng sao cả. Sao chưa? Dạ chưa, để hầm cho nó chín. Cho anh thử miếng này nha. Cái gì vậy trời? Không, ở đâu thử ra? Thử vị thôi. Từ video mình làm cho đúng hả? Cái gì kỳ vậy? Má ơi, bên này đúng hơn rồi. Chị Hai đang làm gì vậy chị? Chị Hai cắt bánh mì. Trời ơi, ta nát bánh mì rồi chị Hai. Cái dao đó là phải dao cắt bánh mì chị Hai. Rồi, xong chưa? Mang ra đây nào. Lên đường. Rồi, xong. Nè, cái nó nè. Xong chưa? 10 giây còn lại. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Một sự kiện âm nhạc không thể bỏ lỡ. Rapping All Star Concert, Live Concert. Duy nhất ngày 30 tháng 1 năm 2021.